buổi sáng sớm nè quý vị. Cái bãi này là người dân họ đi câu ghẹ, đi bắt cá, bắt tôm nè. Nhìn xa xa kia là cái đó là núi lớn á, lên trên đó là khu vực Hồ Mây, Chân Thông Thiền Viện. Đó. Đây là cái thành phố Vũng Tàu. Xin chào các bạn, bây giờ hiện tại là buổi sáng. Buổi sáng mình đi dòng Vũng Tàu. Thì cái phương tiện mình đi là mình mướn cái xe nè. Cái xe này mướn có 120.000 một ngày thôi, chạy thoải mái luôn, 24 tiếng. Vũng Tàu bây giờ về đây quý vị biết không? Không khí vẫn là rất là trong lành, rất là đẹp như buổi sáng coi như là đi dạo biển. Thì cuộc sống người dân Vũng Tàu bây giờ nó rất là phát triển. Đất á, 4 năm trước thì biết không? 4 năm trước một cái nhà Vũng Tàu mà gần ngay chỗ Thì Vân á, bãi Thì Vân á 8 tỷ. Bây giờ trở lại người ta nó bán 20 tỷ rồi, thấy ghê. Mặc dù đây là thành phố du lịch nhưng mà ăn uống cũng rất là rẻ, đồ ăn không có mắc. Nếu biết đó, giống như hôm qua chúng tôi đi ăn hải sản, đi mua về tự nấu tự chế biến 1,5 triệu thôi mà 11 người ăn coi như là no nê còn dư luôn. Chúng tôi đi ra Vũng Tàu chơi các bạn. Trời ơi, hôm nay là ăn uống phải đó là phủ phê ngập mặt các bạn, vừa chơi vừa ăn phải đó là giá rẻ bất ngờ. Và hôm nay mình xin chia sẻ cái chiêu cho những ai mà Việt Kiều và Việt Nam mà muốn ra Vũng Tàu mà chơi ăn chơi rẻ đó. Ghẹ bao nhiêu ký? Ghẹ này là tùy. Nhưng mà nay hàng đài là 350. Tiền bao nhiêu? 350. 350 là mua cái chợ mà cái chỗ dành cho người dân Vũng Tàu đúng không? Còn đây là chợ của dân Vũng Tàu rất rẻ, 350. Ghẹ ghẹ đẹp, ngon luôn các bạn. To chắc. To chắc. Rồi, tiếp theo là gì nữa? Tôm tích không? Tôm tích bao nhiêu ký? 300 đây. 300 một ký tôm tích là còn 2.8. 2.8 ăn cả luôn các bạn. Con này tôm lớn à, tôm bự nha. Cái này là rồi món gì nữa? Món mực phải không? Mực gì đây? Này giống như mực trứng. Mực trứng, mực sữa bao nhiêu? Mực sữa bao nhiêu? Không cần phải làm. 150 à. 150 một ký các bạn. Rồi nghêu, rồi tôi thấy có cá. Cá. Muối hấp hành nữa các bạn. Nghêu bao nhiêu đây? Hấp xả. Bao nhiêu ký? 40 nào một ký các bạn. Rồi. Mua này thì khoảng 30. Nhưng mà bây giờ nó đang ấy. Cá đuối thành là bao nhiêu ký? Đây thì cá đuối vàng. Mua nguyên con là 150. Mua sạch ra thì 170. Cái này mới đã nè. Đây chôm chôm nữa các bạn. Chôm chôm Vũng Tàu nhiêu ký vậy ta? Nay cái mua nó bán 60 á. 6.000 ký. Rồi. Tiếp theo nhãn xuồng phải không? Nhãn xuồng ngoài Vũng Tàu bạn bao nhiêu ký? 80. Hả? 80 một ký. Cái nào cũng ngon các bạn về ăn. Nói tóm lại thì nãy giờ nguyên cái tiệc này chưa tới 1 triệu bạn đúng không? Không. 1 triệu. Khoảng 1 triệu mà cả làng ăn các bạn. Coi như nhiều món mà cả làng ăn. Ăn ngon đó. Ăn ngon luôn các bạn ơi. Tắt clip nè. Người nào đây sẽ nói luôn. Thông tin hữu ích khách sạn có nè các bạn. Cái gì cũng có. Từ taxi đến xe điện. Đến những chỗ ăn uống luôn các bạn ơi. Các quán ăn tin cậy luôn nè. Như gành hào 1, gành hào 2, cá đú 7 lượng. Rồi cơm niêu hoa sữa, trà, cơm tấm loan, nó quán ăn chay, bánh khọt chú sữa. Rồi, ta cho đầy đủ nè. Địa điểm tham quan du lịch đó gồm có là mũi Ninh Phong nè, đồi con heo nè, tượng chú Biên Tô nè, hòn bà nè, đó nhiều lắm bạn, hay lắm bạn ơi, đây nè. Để cho thông tin hết nha. Địa chỉ số điện thoại luôn bạn. Cái chợ hồi nãy là chợ gì ta? Chợ nếu mình vô nè, ở đây nè, nếu mà ai có massage nè, người ta cho luôn nè, cúc hoa massage nè, giữa chỗ massage đàng hoàng lịch sự tốt nè các bạn, đầy đủ hết nè, nè có đầy đủ hết nè, rồi những cái chỗ karaoke, phòng góp, rồi tùm lum hết, nói chung là ở khách sạn này rất là tuyệt vời. Cái chỗ tụi tôi ở là trung tâm thanh thiếu niên miền Nam, đây là cái khu phố Tây đi bộ, đây thấy có neo nè, cái gì? Rồi quý vị ơi, lên Hồ Mây có hai cách. Một là đi cáp treo. Đi cáp treo một phát một lên thẳng luôn. Còn hai là sẽ đi đường xe máy dọc theo núi lớn. Cũng vui ha, em bắt đầu vui vẻ nè. Đâu tới đó. Không, đây là chỗ quân đội nhân dân. Cái chỗ mà mình lên mình quân đội bảo vệ đó. Nhà, đúng rồi, bảo vệ. Cái đỉnh.
tới ngay cái cổng Hồ Mây đây thì quý vị thấy có quầy bán vé đây đó. Bắt đầu 8 giờ hoạt động nha, 8 giờ sáng đến 5 chiều. Đây là bảng giá đó. Người lớn thì 300 ngàn đồng một vé, cho em dưới 1m3, 150, cho em dưới 1m miễn phí. Giờ này mới có 5 giờ mấy à, cho nên là chưa vô được. Rồi, hồi nó lên. Giờ kiếm chỗ cà phê thôi. Dạ. À, bây giờ pha cà phê xong rồi nha, uống nha. Đó, thú vị chưa? Hút một cái. Đóng miệng. Ừ, đã. Đây là đứa nằm bàn nhân quán tạo. Lê Lai. Đang ăn thứ làm da ngày cả nhà mình. Khô và kiểu uống nước. Còn thứ làm da khô. Nước cơm gan sườn thịt bằm tim đúng bài cái chân cúng đúng không à, cúng. Nhìn hấp dẫn thử nha, nước cái nghe chưa em gà thấy quá đông rồi nhầm vô đây. Em ăn cây bốc quế. Hết bánh mì rồi hả? Em sô cô la rồi, hết bánh mì rồi. Muốn bánh mì rồi ăn. Đây là xe kem tiểu tuổi thơ. Ăn cái kem về lên tiếng. Đó, bao nhiêu một ca ly một cái vậy chú? 10.000. 10.000 một cây. Con ăn nào? 10.000 một cái kem. Kem ba màu. Với bảy màu. Bảy màu thôi. Bảy màu nha, kem bảy màu nha. Cũng cây. Kem màu xanh không? À, ai đây? Kem cây. À, nó 10.000 cây đúng không? Món ăn truyền thống. Ký ức vui vẻ. Đâu cái kem đã không? À. Ăn kem ống nha, đó cái này là cảm giác lâu rồi nhìn được kem ống rồi đó. À, đây chỗ đây là lấy cái này nóng tại chỗ mà à, Ngọc Diễm nha, vào 835. Đây các bạn, đặc sản xứ danh Vũng Tàu là bánh bông lan trứng muối. Lạ nha. À, chà bông trứng muối không? Tôm bự dễ sợ là nó bỏ lên. Tôm Vũng Tàu luôn chị ha. Dạ, tôm biển luôn á. Biển luôn đó. Đây là tôm sắt nè. À, tôm sắt ta đỏ nè. Màu đẹp vậy nè. Món này là ra Vũng Tàu là phải ăn bánh khọt nha. Coi như là chỉ bán giá là giống như mọi nơi thôi, 50.000 8 cái. Nước mắm này với đu đủ nè. Gấp cái này. Rồi xuống đây. Phải không cô? Phải không? Đúng rồi không? Rồi, cái rau cải xanh nè, phải không? Cải xanh là cái ngọt đấy biết nè, cải ngọt. Cải ngọt. Dĩa rau phải đã quá. Thoải mái nha, không tính tiền. Chiều về rồi phải Vũng Tàu sẽ thật tiền. Đó nha. Chịu hết nổi. Vừa tạo ra thầy. Rồi mấy người đứng ở ngoài kia tên nhà tên chị. Mọi người vô ngồi đi. Ai cũng đói hết trơn. Đã quá. Hôm nay là đã. Ngon. Thôi mọi người ăn đi nha. Mọi người ăn đi, nãy giờ bắt mọi người này nhìn kỳ quá. Ăn đi anh, sáng anh mở anh vô luôn. Hai chồng em đang ngồi để chờ xe đến rước đi ra Vũng Tàu chơi á, ở khách sạn ở đây thì đặt xe đến rước tận nơi rồi chờ coi xe nó rước như thế nào nha. Có nhiều khi mà không hỏi tên mà đến lúc mà đón nhầm khách của người ta là chết. Đây, lên xe rồi đây, xe limousine đi Sài Gòn Vũng Tàu.
giống vũ trường quá vậy nè. Lý ha, ghế ngon trên máy bay nữa. Đây là một xe limousine. Xe này đi từ Vũng Tàu, Sài Gòn, rất là sự và giá rẻ. Skybus.